Đường đua F1 sẽ đi qua các trục giao thông đô thị lớn như Lê Đức Thọ, Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì. Theo các nhà đầu tư, đất nền ở xung quanh các tuyến này hiện đã tăng từ 20 đến 30%. Khu Mỹ Đình cũng như là trong Phú Đô 30-40 triệu nhưng hiện tại có thể lên tầm 60-70 triệu một mét. Các sàn giao dịch bất động sản cho biết, ngoài đường đua F1, sức hút của bất động sản phía Tây còn do sự xuất hiện của các dự án lớn. Theo tôi đánh giá là đây là cái tăng sự chứ không phải là tăng ảo. Smart City và cái đường đua F1 ở đây thì đây chính là, theo tôi đánh giá là nó là một cái cú hích lớn. Savills Việt Nam cho biết, trong quý 1 vừa qua có khoảng 9.000 căn hộ mới đã mở bán tại khu vực phía Tây, trong đó phần lớn là các dự án trung và cao cấp. Cùng với quận Tây Hồ, phía Tây là nơi tập trung đông người nước ngoài sinh sống nhất thủ đô. Tôi luôn luôn là full cái quota dành cho người nước ngoài. Những cái mô hình đại đô thị thông minh này ở bên nước ngoài, ví dụ như Singapore, Hàn Quốc hay Nhật Bản cũng đã có những mô hình đó rồi. Vì thế nên là nó rất là thân thiện, nó có thể gọi là gần gũi hơn với khách hàng người nước ngoài. Đây là một trong những khu vực sôi động nhất của thị trường nhà ở Hà Nội. Với số lượng dự án nhà ở lớn, nơi đây dự kiến vẫn là một trong những khu vực tiềm năng của thị trường nhà ở Hà Nội trong tương lai. Dự kiến toàn bộ các hạng mục của đường đua công thức 1 Hà Nội sẽ được hoàn tất vào tháng 3 năm 2020. Các nhà đầu tư nhận định, từ nay đến thời điểm đó, các hạ tầng, dịch vụ cũng như các dự án bất động sản tại khu vực này sẽ tiếp tục phát triển mạnh.